Chào mừng bạn đến với Tulato, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Bạn luôn nghĩ mình là người thông minh, bạn luôn đặt cái tôi của mình lên trước. Vậy thì bạn không thông minh lắm đâu. Là một cuốn sách minh họa đầy hài hước về những điều mà bạn vẫn tưởng, nhưng sự thật phũ phàng lại không phải như vậy. Cuốn sách sẽ vạch trần những ngộ nhận của chúng ta về bản thân, giải thích những tình huống tâm lý và đồng thời đưa ra lời khuyên để độc giả ứng dụng vào các mối quan hệ hay trường hợp thực tế của mình. Cuốn sách Bạn không thông minh lắm đâu được xuất bản sau thành công của trang blog cùng tên mà David Michael Denny lập vào năm 2009. Cuốn sách nhanh chóng trở nên phổ biến và hiện đã được dịch thành 17 thứ tiếng. Cuốn sách bao gồm 50 chương, tính cả lời giới thiệu và lời cảm ơn. Mỗi chương giới thiệu một cơ chế lừa dối bản thân khác nhau của con người. Song song đó là các thí nghiệm minh chứng, những ví dụ thực tế trong đời sống được thể hiện bằng lối kể chuyện dí dỏm và lôi cuốn, dễ dàng thu hút bất kỳ ai dù có hay không có kiến thức về tâm lý học. Bạn không thông minh lắm đâu được viết bởi David Michael Denny, là một nhà báo yêu thích tâm lý học, công nghệ và Internet. Ông còn là một phóng viên, biên tập viên và nhiếp ảnh gia, nhân viên truyền thông và từng viết quảng cáo cho Heineken và tham gia sản xuất các chương trình truyền hình. Nội dung chính của Bạn không thông minh lắm đâu được chia làm 3 chủ đề chính như sau. Chủ đề đầu tiên là thiên kiến nhận thức. Đó là những khuôn mẫu suy nghĩ và hành xử thường dẫn bạn tới kết luận sai lầm. Thường thì những thiên kiến nhận thức này sẽ dẫn tới những sự lựa chọn sai lầm, những đánh giá tồi tệ và những ý kiến ngớ ngẩn rất xa với sự thật. Khi chào đời, bạn cũng như mọi người đã phải bước vào một thế giới đã lập sẵn những phương cách nhận thức đầy sai lệch này và chẳng mấy ai nhận ra chúng. Theo tác giả cuốn sách, bạn có xu hướng tìm kiếm những thông tin củng cố niềm tin nào đó của bản thân, trong khi lại thường lơ đi những thông tin trái ngược với nó. Những quyển sách bạn đang có trên kệ và những chai bạn đánh dấu trên trình duyệt cá nhân là hệ quả trực tiếp của thiên kiến này. Chủ đề thứ hai mà bạn không thông minh lắm đâu đề cập đến đó chính là sự tự nghiệm. Sự tự nghiệm là những con đường tắt trong tâm trí mà bạn sử dụng để giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Chúng giúp tăng tốc độ xử lý của não bộ, nhưng đôi lúc lại khiến cho bạn nghĩ quá nhanh và bỏ qua những chi tiết quan trọng. Một số sự tự nghiệm là học được, số khác được cài đặt sẵn trong mỗi phiên bản não bộ của con người. Khi sử dụng đúng cách thì chúng giúp tâm trí của chúng ta được thảnh thơi và hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng có những lúc chúng ta lại khiến ta nhìn cuộc sống một cách quá đơn giản. Cuốn sách dẫn ra một ví dụ về tình huống khi bạn thấy số lượng các bài báo về việc cá mập tấn công người bỗng tăng đột biến. Bạn sẽ có xu hướng tin rằng có điều gì đó đang kích thích lũ cá mập và khiến chúng cắn người nhiều hơn. Mặc dù điều duy nhất mà bạn thực sự biết chỉ đơn giản là các hãng thông tấn đang đưa tin về vấn đề này nhiều hơn bình thường. Sự ngụy biện là chủ đề thứ 3 của Bạn không thông minh lắm đâu. Sự ngụy biện giống như việc giải một bài toán sử dụng ngôn từ và bạn bỏ qua một vài bước quan trọng hoặc là bị mắc bẫy mà không biết. Chúng là những lý lẽ bạn tự đưa ra trong tâm trí để dẫn tới một kết luận khi không biết hết những thông tin liên quan đến vấn đề. Có thể do bạn đã không để ý và bỏ qua những thông tin đó, bạn không nhận thức được sự hạn chế của lượng thông tin nắm trong tay. Qua mỗi chủ đề của cuốn sách này, bạn sẽ có được những cách nhìn nhận mới về bản thân. Thật thú vị, nhưng dần dần bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng thông minh như bạn tưởng. Cuốn sách gợi mở cho độc giả thấy nguồn gốc của mọi quyết định, suy nghĩ, cảm xúc hóa ra lại đến từ nơi chẳng ai ngờ tới. Những bộ óc đã qua hàng triệu năm tiến hóa của con người đã thực hiện thành công một nhiệm vụ duy nhất: bịa ra những câu chuyện, giả vờ là chúng ta đủ thông minh để hiểu hết mọi việc. Bạn sẽ được làm quen với những công cụ mà não bộ sử dụng như sự bất lực tự luyện, sự bán rẻ hay ảo giác về sự minh bạch. Bởi thế, độc giả sẽ dần nhận thấy rằng việc không thông minh cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Huffington Post, một trang thông tin blog trực tuyến của Mỹ, đã nhận xét cuốn sách như sau:
bạn không thông minh lắm đâu, đã chỉ cho chúng ta thấy những điểm mù và những nhận định chủ quan lẩn khuất trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, nó cũng giải thích những hành vi phức tạp của chúng ta bằng sự hài hước sâu sắc. Cuốn sách này mang đến nhiều giá trị cho bản thân về việc hình dung, tưởng tượng các lối suy nghĩ của con người. Bên cạnh đó còn là những điều thú vị khi mình cứ nghĩ những suy nghĩ của mình là đúng. Tuy nhiên, nó sai và ta nhầm tưởng về nó. Bởi vậy, dù bạn là ai, người trẻ hay người già, cuốn sách này đều là một sự lựa chọn hợp lý. Đặc biệt là những người trẻ, những con người mang trong mình biết bao những ước mơ và hoài bão muốn khẳng định mình thì bạn không thông minh lắm đâu, sẽ là một cuốn sách vô cùng thích hợp để giúp cho bạn thay đổi cách nhìn về bản thân và xã hội. Có một sinh viên chuyên ngành tâm lý học sau khi đọc cuốn sách này đã phải để lại bình luận rằng: "Tôi đã đọc về tất cả những hiện tượng này và rất nhiều nghiên cứu được chú thích, nhưng tôi vẫn thấy thích thú." Như một người đánh giá khác đã lưu ý, bạn có thể tung ra rất nhiều sách xã hội học trên giá của mình và giữ lại cuốn này mà không cảm thấy như bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cuốn sách khác. Và nếu như bạn chưa đọc bất cứ thứ nào trong số này trước đây, một cuốn sách như này có thể khiến bạn thay đổi chuyên ngành ở trường đại học. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Bạn không thông minh lắm đâu từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy ấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Tạm biệt và hẹn gặp lại.